Trần Tuấn Anh vẫn chưa yên, Tô Đại Tướng quyết không tha cho Tổng Trọng. Nguyễn Phú Trọng không hiện hình, chỉ còn hiện chữ trên mặt báo Việt Nam. Đó là tiêu đề của Nhật báo Người Việt tại Hoa Kỳ đưa tin vào ngày 2 tháng 2. Bản tin cho biết hơn nửa tháng sau lần xuất hiện chớp nhoáng tại phiên họp bất thường của Quốc hội hôm 15 tháng 1, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, được ghi nhận chỉ còn hiện chữ trên mặt báo. Theo đó, các bản tin liên quan đến ông Trọng được các báo ở Việt Nam đăng tải đồng loạt với nội dung giống y hệt nhau, nhưng đều dùng hình cũ hoặc hình không rõ thời điểm chụp. Ông Trung tướng Tô Ân Sô nói rằng, có vật tư đội khống giá tới 300% làm tăng giá điện. Bình luận này phù hợp với thông tin vào ngày 31 tháng 1, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét quyết định về công tác cán bộ, nhưng Tổng Bí thư không tham gia với lý do bận. Đây là một cuộc họp quan trọng liên quan đến việc Ban chấp hành Trung ương xem xét cho ý kiến về nguyện vọng xin thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu trước 60 tuổi của ông Trần Tuấn Anh. Tuy không có sự góp mặt của Tổng Trọng, nhưng Ban chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chấp thuận để ông Trần Tuấn Anh thôi giữ tất cả các chức vụ từ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng cho đến Trưởng Ban Kinh tế Trung ương để nghỉ hưu trước tuổi quy định. Theo giới thạo tin, sự vắng mặt của Nguyễn Phú Trọng không phải là cố ý tránh mặt như tin đồn, mà liên quan đến vấn đề sức khỏe hết sức nghiêm trọng của ông Tổng Bí thư đang diễn ra. Thông cáo của Ban chấp hành Trung ương về những sai phạm nghiêm trọng của ông Trần Tuấn Anh ở Bộ Công Thương đã phản ánh không đúng bản chất của vụ việc. Trên thực tế, những sai phạm của ông Trần Tuấn Anh là hết sức nghiêm trọng, cần phải khởi tố hình sự và bắt giam mới thỏa đáng. Lời lẽ trong thông cáo báo chí nói trên toàn mang tính chất chạy tội như ông Trần Tuấn Anh phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại Bộ Công nghiệp, Công Thương, nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị xử lý hình sự, xử lý kỷ luật đảng, hành chính. Trước đó, các cơ quan chức năng đã có những biện pháp xử lý mạnh, khởi tố và bắt giam hàng loạt lãnh đạo Bộ Công Thương và EVN. Các thứ trưởng Bộ Công Thương, ông Hoàng Quốc Vượng và ông Đỗ Thắng Hải, phụ tá của ông Trần Tuấn Anh, đều bị khởi tố và bắt tạm giam trong tháng 1 năm 2024. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam đã già nua, nhưng có mối quan hệ rất đặc biệt với ông Trần Tuấn Anh. Đáng chú ý, sau thông báo của Ban chấp hành Trung ương về những sai phạm nghiêm trọng của ông Trần Tuấn Anh Bộ Công Thương, thì Bộ Công an bất ngờ công bố về các tác nhân làm tăng giá điện và gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Trang tài chính Cà phê F vào ngày 2 tháng 2 đưa bản tin. Trung tướng Tô Ân Sô nói có vật tư đội khống giá tới 300% làm tăng giá điện. Bản tin cho biết, tại cuộc họp báo của Chính phủ thường kỳ vào tháng 1 năm 2024, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết có tình trạng chủ đầu tư và nhà thầu bắt tay nhau để nâng giá vật tư thiết bị điện, khiến giá điện tăng cao, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Theo đó, nhiều vật tư thiết bị điện được nhà thầu và chủ đầu tư nâng giá từ vài chục cho đến vài trăm phần trăm, có những vật tư được nâng giá lên tới 300%. Điều này đã khiến cho giá sản xuất điện bị nâng lên rất cao, vì chi phí vật tư được cộng vào giá thành, khiến người tiêu thụ dùng bị thiệt thòi. Giới quan sát nhận xét những phát biểu mang tính sới lại như việc kể trên của người phát ngôn Bộ Công an Việt Nam xảy ra vào thời điểm chỉ sau một ngày khi Ban chấp hành Trung ương đồng ý để ông Trần Tuấn Anh nghỉ hưu sớm trước 60 tuổi. Cho nghỉ hưu đồng nghĩa với việc ông Trần Tuấn Anh đã thoát tội và được hạ cánh an toàn. Lý do không thể đẹp hơn, đó là phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu. Điều vừa kể, theo giới phân tích, nghĩa là ông Trần Tuấn Anh đã chủ động xin thôi chức vì trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, tương tự cựu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cách đây một năm. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của Việt Nam đầy tai tiếng. Và như vậy, ông Trần Tuấn Anh nghỉ hưu hoàn toàn không liên quan đến việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận những sai phạm của ông đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại là rất lớn tiền, tài sản của nhà nước. Kết luận này nêu ra trong kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào trung tuần tháng 12 năm 2023. Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Bộ trưởng Tô Lâm và Tổng Trọng
cũng như các phe cánh đang trong tình cảnh cơm không lành, canh không ngọt. Hiện nay, Trần Tuấn Anh bị hồi tố về những sai phạm cũ có khả năng xảy ra rất cao. Cũng phải xin nhắc lại, sau Hội nghị Trung ương 8, khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tuyên bố sẽ rửa tay gác kiếm, thì việc các phe cánh khác trong Đảng nói chung và Bộ Công an của ông Tô Lâm nói riêng, nhân cơ hội này sẽ đồng thuận triệt hạ những vây cánh của Tổng Trọng như Trần Tuấn Anh là điều chắc chắn xảy ra. Đó là lý do có khả năng cao Công an và xe còi hú sẽ gõ cửa nhà Trần Tuấn Anh một ngày không xa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Trần Tuấn Anh vẫn chưa yên, Tô Đại tướng quyết không tha cho Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Cuộc đua giành ghế Tổng Bí thư, Tô Lâm coi chừng, leo cao, sẽ ngã đầu. Bất chấp những đồn đoán về việc sức khỏe của ông Tổng Bí thư lại tiếp tục có vấn đề. Truyền thông nhà nước hoàn toàn không đề cập tới hoạt động của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ sau lần bất ngờ xuất hiện tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội ngày 15 tháng 1 cho đến nay. Điều này khiến cho công luận thêm tò mò. Theo giới quan sát, kể từ cuối năm 2023 cho đến nay, liên tục có những đồn đoán liên quan đến tình trạng, sức khỏe và bệnh tình của ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng việc ông Trọng ra bệnh viện, bất kể vì lý do gì, chắc chắn là điều có thật. Vì sức khỏe của ông cũng là người gần đất xa trời. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là người đang rất muốn quyền lực. Chính trường Việt Nam hiện nay, giáo sư London thuộc Đại học Hà Lan đã nhận xét Việt Nam đang bước vào thời kỳ bất ổn và không chắc chắn liệu khoảng trống quyền lực này sẽ còn kéo dài trong bao lâu. Khi quyền lực của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang đi xuống, kèm theo đó là thể trạng sức khỏe của ông được cho là không mấy khả quan. Lập tức rộ lên các thông tin liên quan đến việc ông Trọng nghỉ để truyền ngôi báu cho nhân vật kế cận. Cùng với đó là câu hỏi ai sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam được quan tâm hơn bao giờ hết. Cũng theo giới thạo tin, cuộc chuyển giao quyền lực lần này nhìn bên ngoài được tiến hành lặng lẽ nhưng bên trong thì rất khẩn trương. Đó là lý do tại sao xuất hiện rất nhiều thuyết âm mưu, kể cả cuộc đấu đá quyết liệt đến mức mới đây Ban Chấp hành Trung ương đã phải hoãn họp một kỳ họp bất thường. Theo trang BBC tiếng Việt, giáo sư Lưu Vinh từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã đưa ra đánh giá như sau. Các ứng viên có khả năng nhất kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng trong vai trò Tổng Bí thư là Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội và Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Giới phân tích thì đánh giá khác, cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư hiện nay là bộ tam mã bao gồm Thủ tướng Chính phủ ông Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam ông Vương Đình Huệ và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Nhưng cũng xin đừng quên một con ngựa ô bất kham có tên là Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay. Mặc dù ông là một người rất tài tiếng, nhưng dường như là cánh tay phải của ông Tổng Trọng trong chiến dịch đốt lò. Trong số 4 người kể trên, ông Võ Văn Thưởng được cho là có hội đủ nhiều yếu tố đạt yêu cầu của Tổng Bí thư. Song Võ Văn Thưởng lại còn ít tuổi, kinh nghiệm cũng như uy tín chưa chín. Còn Phạm Minh Chính hay Vương Đình Huệ về năng lực chuyên môn và kinh nghiệm có thể tạm chấp nhận, nhưng dư luận đánh giá hai ông Chính và Huệ uy tín chưa thực sự cao và đều có điểm yếu trầm trọng, đó là vấn đề đạo đức, vì có quan hệ tình ái ngoài luồng. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam đã ngồi đến 3 nhiệm kỳ, quá quy định tại điều lệ đảng. Trên mạng xã hội, trong các diễn đàn chính trị tại Việt Nam, người ta lan truyền và chia sẻ các tin tức liên quan đến cuộc đua này. Theo đó, Bộ trưởng Tô Lâm còn mở mũi tấn công để hạ uy tín các cựu thủ lĩnh Đoàn Thanh niên như Võ Văn Thưởng và Trương Thị Mai. Trước đó, ông Tô Lâm và Bộ Công an liên tiếp xử lý các vụ án có liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một nhân vật cho là có quan hệ trên mức tình cảm với ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Tất nhiên, mục tiêu của Tô Lâm là hạ uy tín của ông Chính.
Theo giới phân tích, Tô Lâm là nhân vật có tham vọng trở thành người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam từ rất lâu. Đồng thời, Tô Lâm là nhân vật duy nhất có quyền uy tuyệt đối trong Đảng nếu so với các lãnh đạo chủ chốt của Đảng hiện nay, bởi Tô Lâm có ưu thế nắm được toàn bộ top của từng lãnh đạo cấp cao của Ba Đình. Bằng việc phanh phui hàng loạt đại án như chuyến bay giải cứu, kit xét nghiệm Việt Á IC, ông Tô Lâm đã khẳng định vị trí độc tôn. Đồng thời, ông cũng tỏ ra là người đang nắm quyền lực thống trị trên bàn cờ chính trị của Việt Nam. Tô Lâm đã chứng tỏ rằng ông ta là người có quyền sinh, quyền sát trong toàn bộ hệ thống chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam để trở thành ông vua trong Đảng. Nhưng việc Bộ trưởng Bộ Tô Lâm mở quá nhiều mặt trận để tấn công hầu hết các ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế Tổng Bí Thư, nó như đã vô tình thúc đẩy các cá nhân và phe nhóm khác buộc phải liên hiệp lại để đáp trả. Toàn cảnh một hội nghị ban chấp hành trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Đó là lý do tại sao mới đây đã xuất hiện các tin tức về cuộc đua vào vị trí thay thế cho Tổng Bí Thư giữa Đại tướng Công an Tô Lâm với Đại tướng Quân đội Phan Văn Giang. Hiện nay lợi thế đang nghiêng về bên quân đội, theo đó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhận được sự ủng hộ của đa số ủy viên Bộ Chính trị. Gần đây nhất đã xuất hiện tin đồn đoán cho rằng Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang âm thầm thực hiện một cuộc đảo chính không tiếng súng. Mục đích là loại bỏ và tiến tới tước ngôi vị của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, với tham vọng quá lớn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã và đang biến bạn thành thù và khả năng leo cao thì sẽ ngã đau là điều khó tránh khỏi. Bởi lẽ 2-1 không chột cũng què, chứ đừng nói đến thế trận thiên la địa võng hay thập diện mai phục. Chúng ta hãy cùng chờ xem sự thất bại của Tô Lâm trong giai đoạn nước rút. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin cuộc đua giành ghế Tổng Bí Thư, Tô Lâm coi chừng leo cao sẽ ngã đầu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đê.